Chào anh chị, chúng ta đang có mặt tại đô thị thời đại Sun Urban City Hà Nam Và trên màn hình anh chị đang nhìn thấy đây là trục sông cảnh quan đang được phía nhà thầu thi công ở phía dưới lòng sông đổ kè ở hai bên Bên cạnh đó thì những bờ lốc biệt thự đầu tiên view ra mặt sông nằm trên trục đường C11 và C15 đang được thi công phần móng và phần hầm Bên cạnh đó thì một số phân khu khác của dự án đô thị thời đại Sun Urban City Hà Nam đã tiếp tục được san lấp cũng như là hoàn thiện về phần hạ tầng Tiến độ được cập nhật mới nhất Vào ngày 14 tháng 10 của năm 2024 Và ở giữa đây là trục đường Lê Công Thanh Phía bên trái sẽ là à, Quỹ đất thuộc phân khu 1 Tiếp giáp với trục đường Lê Công Thanh Và trục đường Điện Biên Phủ 68m Và anh chị có thể nhìn thấy chi tiết hơn Về những cái khu vực Đang được xây dựng tại công trường Những cái bờ Biệt thự đầu tiên Nằm tại mặt sông nơi tiếp giáp giữa trục đường Lê Công Thanh và trục đường Điện biên phủ sâu 8m thì đang được xây dựng và trên màn hình anh chị cũng nhìn thấy cái quỹ đất hướng về phía trung tâm thành phố phủ lý thì đây chính là cái phân khu sẽ được cho ra mắt trước trong thời gian tới đây những cái căn nhà phố thấp tầng những căn liền kề mặt tiền 4m hoặc là những căn liền kề mặt tiền 8m và những căn biệt thự mặt tiền 10m sẽ được ra mắt ngay trong tháng 11 của năm 2024 này. Và tiến độ thi công của dự án hiện tại thì về cơ bản phần mặt bằng thì chủ tư họ đã làm thông làm xong rồi. Và một số phân khu biệt thự thì đang được xây dựng đặc biệt là những vị trí đẹp nhất của dự án đó là nằm trên trục đường Điện Biên Phủ 68m hoặc là những căn biệt thự view ra mặt sông. Còn đây là trục đường Điện Biên Phủ 68m đã mở rộng sông làn và phía nhà thầu đang tiếp tục thi công cái phần giải phân cách. Còn quỹ đất ở phía bên khu vực quảng trường thì đang tiếp tục được san lấp. Quảng trường trung tâm hành chính tỉnh Đây là hình ảnh về tổng thể phân khu 1 Với quy mô là khoảng 70 hectare Bao gồm 2208 căn hộ cao tầng Và 2771 sản phẩm thấp tầng Cao tầng thì chúng ta sẽ có các loại hình căn hộ studio Một ngủ, hai phòng ngủ Còn thấp tầng chúng ta sẽ có những căn liền kề mặt tiền 4m Những căn liền kề mặt tiền 8m Hoặc là những căn biệt thự song lập Và sẽ có một cái trục mà cảnh quan ở phía giữa đây đây chính là trục đường Nguyễn Văn Linh hay còn gọi là trục cảnh quan công viên lễ hội và sự kiện trải dài 1,5 km kéo từ khu vực cái bùng binh màu xanh sang đến cuối dự án ở bên kia sẽ là phân khu quốc lộ 1. Và anh chị nào đang quan tâm tìm hiểu chi tiết hơn về các sản phẩm thấp tầng cũng như là căn hộ của dự án đô thị thời đại Sun Urban City Hà Nam thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Và giới trẻ của chúng ta thì đang dịch chuyển để đi tìm chất sống thời thượng với quỹ đất hạn hẹp Giá nhà tăng vọt và tiện ích khiêm tốn Thì anh chị cũng biết rồi trong những tháng vừa qua thì giá trung cư Hà Nội đã tăng đột biến Và hiện tại thì cái mức giá trung bình của trung cư tại Hà Nội đang giao động ở khoảng 70 triệu một mét vuông Và hiện tại thì uh, Hà Nội trong những cái ngày gần đây anh chị cũng cũng có thể biết đó là ô nhiễm không khí Và những cái đặc trưng điển hình của một cuộc sống nội đô như phía trên chúng ta kể thì nhiều bạn trẻ đang mong muốn tìm kiếm một không gian sống lý tưởng và tiện nghi hơn. Giải pháp hoàn hảo cho một cái nhu cầu ở sang và sống sướng chính là một cái xu hướng dịch chuyển về các cái vùng vệ tinh. Và tại Hà Nam thì đô thị vệ tinh mới của Hà Nội chúng ta có các cái dòng sản phẩm như căn hộ nghệ thuật Art Residence thuộc dự án đô thị thời đại nghỉ dưỡng Sun Urban City chính là chốn an cư lý tưởng với đầy đủ tiện nghi và động chất sống thời tượng dành cho anh chị. Và ngoài các cái sản phẩm về căn hộ cao tầng thì chúng ta còn có các sản các sản phẩm về nhà phố thấp tầng hay là các cái sản phẩm biệt thự song lập. Với cái mô hình nhà phố thấp tầng thì sẽ phù hợp với anh chị nào mà đã có gia đình rồi, chúng ta sẽ mua một căn nhà phố có diện tích là khoảng 56 m2 mà tiền 4 m sâu 14 m ở trong đô thị uh, Sun Urban City Hà Nam, vừa chúng ta vừa có cái chất sống sinh thái, vừa có không gian để nghỉ dưỡng, vừa có không gian để cho con cái học hành và rất dễ kết nối đến thủ đô Hà Nội qua quốc lộ 1A kế cận, đường sắt Bắc Nam và đặc biệt là dễ dàng kết nối đến các cái tỉnh phía Nam của Hà Nội như Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa và các tỉnh thành khác. Với kiến trúc độc đáo và được lấy cảm hứng từ phong cách hội họa của Picasso với những gam màu nguyên bản rực rỡ vô cùng hợp gu với các bạn trẻ thì đặc biệt là căn hộ Art Resident mang đến những không gian đa nhiệm, đa công năng nhờ vào chiều cao mở rộng trần lên đến gần 5 mét và chúng ta sẽ có một không gian sống thông minh, phong cách mà vẫn giữ được cái mức tài chính tối ưu. Tiện ích phong phú tận hưởng không gian sống trong một đô thị hiện đại với hệ sinh thái 5 đại công viên và 1001 tiện ích của đô thị thời đại Sun Urban City. Và hơn thế nữa thì chúng ta khi bước ra khỏi nhà là chúng ta đã có thể rèn luyện sức khỏe, thể chất và tái tạo tinh thần nhờ tổ hợp thể thao, vườn trẻ em, vườn thực vật và trục đại lộ lễ hội kế cận và chúng ta những bạn trẻ đang tìm những căn nhà hay những đô thị đẳng cấp và nằm ở ngoại ô phía nam Hà Nội với cái giá bán hợp lý nhất dành cho các bạn thì à, anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Đây là tiến độ mới nhất về dự án đô thị thời đại Sun Urban City Hà Nam và cái phân khu mà anh chị đang nhìn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có 8 tòa căn hộ cao tầng sẽ được chủ đầu tư ra mắt trong tháng 10 của năm 2024 này. Trong đó thì đã có hai tòa mà chủ tư đã bán xỉ, đã bán cho các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư lớn và họ mua hai tòa A4 và A2 của phân khu Art Resident căn hộ nghệ thuật này. Và đây là tiến độ mới nhất được cập nhật vào ngày 14 tháng 10 của năm 2024. Gần như là các cái phần móng của những cái tòa căn hộ cao tầng đã thi công xong. Và hiện tại thì cũng đã xây lên một số tòa đã lên đến tầng hầm rồi và đang tiếp tục thi công. Và dự kiến căn hộ này thì sẽ bàn giao cho anh chị vào từ khoảng tháng 4 đến tháng 6 của năm 2025. Tức là còn đâu đó khoảng từ 6 đến 8 tháng. Một tiến độ thi công rất là thần tốc. Và đơn vị nhà thầu chính của công trường này chính là Côn Tây Công. Và chi tiết hơn về các cái sản phẩm về căn hộ ở cao tầng thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cái sản phẩm khác ở trong đô thị. Đây là một cái đô thị nghỉ dưỡng nên phù hợp với không chỉ các bạn trẻ mà các à, cô chú có tuổi thì chúng ta cũng có thể lựa chọn không gian ở đây. Vì sau này ở trong này chúng ta sẽ có à, Sun Family Clinic một cái điểm tựa vĩnh chắc tinh thần cho tuổi xế chiều và mở ra một không gian giao lưu kết nối cho những tâm hồn đồng điệu cùng nhau chia sẻ niềm vui và sức khỏe với không gian sinh hoạt đa năng xây dựng cộng đồng ấn kết. Đó chính là một cái thương hiệu mới mà chủ tư sẽ cho ra mắt, Sun Family Clinic, một uh, trung tâm thăm khám sức khỏe 24/7 cũng như là cộng đồng người cao tuổi. Và với những cái đô thị như là Sunnerburn City Hà Nam thì chính là một cái nơi mà những anh chị nào, những cô chú nào mà chúng ta có kế hoạch nghỉ hưu và muốn ở gần con cái, ví dụ con cái ở Hà Nội hay là Hà, ở Hà Nam thì chúng ta có thể lựa chọn dự án ở đây để à, vừa ở trong một cái môi trường sinh thái với mật độ xây dựng của dự án chỉ 18%. Chúng ta thừa hưởng những cái không gian không khí trong lành của dự án. Bên cạnh đó thì đây là một đô thị nằm ở ngay phía nam Hà Nội, rất là dễ dàng thuận tiện và kết nối đến trung tâm thủ đô Hà Nội chỉ mất khoảng 30 đến khoảng 40 phút lái xe. Ngoài ra thì tại dự án Sun Urban City Hà Nam thì chủ tư Sun Group sẽ đặt một nhà máy bia ở đây. Nếu anh chị nào đã đến với Bà Nài Hill và thưởng thức bia tươi tại à, bà na brew house trên đỉnh bà na thì chắc chắn sẽ không thể quên được những cái hương vị khác biệt sảng khoái của dòng bia đức truyền thống và sandup sẽ mang cái hương vị đó về với hà nam và tiến độ của khu vực quanh à, quảng trường trung tâm hành chính mới của tỉnh hà nam thì đang được thi công rất là tấp nập và trên đây là toàn cảnh tiến độ mới nhất của dự án Sun Urban city hà nam để anh chị có thể cập nhật tất cả những thông tin hiện tại à, chủ đầu tư đã chính thức công bố thì chúng ta có chiết khấu 3% vào giá bán dành cho những anh chị nào có booking đặt chỗ căn hộ cao tầng Ad Resident của dự án đô thị thời đại Sun Urban City Hà Nam. Đặc biệt hơn thì cái ưu đãi dành cho người dân Hà Nam, anh chị nào đang có hộ khẩu tại Hà Nam, chúng ta sẽ có chiết khấu 2% vào giá bán và tổng chiết khấu sẽ là 5% dành cho anh chị nào vừa đặt booking sớm vừa là những người khách hàng người con quê hương Hà Nam. Ngoài ra thì những khách hàng nào, những anh chị nào tại thủ đô Hà Nội chúng ta cũng được hưởng cái ưu đãi chung đó là chúng ta sẽ được hỗ trợ vay vốn với lãi suất 0% trong thời gian 24 tháng và hai ngân hàng hỗ trợ sẽ là Việt Tin Bank và NCB. Và chi tiết hơn về các chính sách thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn về sản phẩm. Xin chào.